Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Công tác đảm bảo an toàn giao thông đi lại trước, trong và sau Tết của nhân dân đang được Sở Giao thông Vận tải thành phố và các quận huyện tập trung thực hiện. Với quyết tâm hoàn tất công tác duy tu giảm giá đường và cầu trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố vào trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã khẩn trương triển khai các hạng mục xây dựng nâng cấp, kết hợp giảm giá đường và cầu trên các tuyến đường tỉnh do Sở quản lý. Sở Giao thông Vận tải cũng đang triển khai các cái gói thầu duy tu sửa chữa giảm giá các cái tuyến đường tỉnh trên địa bàn thành phố. Đó, thì chúng tôi cũng đang tập trung quyết liệt để hoàn thành các cái công trình này. Chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 bằng nguồn ngân sách và vốn sự nghiệp giao thông vận tải gần 80 tỷ đồng, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã triển khai thi công 32 công trình, gồm giảm giá đường, thảm nhựa mặt đường, sửa cầu, lắp hệ thống thoát nước trên đường. Đến nay, 2 trên 3 trong số này đã triển khai và đạt tiến độ gần 80%. Tăng cường bố trí chuyển viên của phòng phối hợp với chỗ tư vấn giám sát thì thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thi công để đảm bảo về tiến độ, chất lượng. Bên cạnh đó thì cũng đảm bảo cái an toàn giao thông, cái phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, cũng như là đối với cái việc là các quy định về đảm bảo phòng chống dịch COVID trong cái thời điểm thi công xây dựng công trình. Cùng với Sở Giao thông Vận tải thì các quận huyện cũng khẩn trương hơn trong việc giảm giá, tu sửa đường, đảm bảo giao thông cho Tết. Theo thống kê, các quận huyện đã thực hiện 20 công trình đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, kết hợp với lắp đặt đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, giúp cho việc đi lại được an toàn hơn. Rà soát và đã làm việc với các cái đơn vị thi công, đã coi như đến thời điểm này thì các đơn vị thi công cũng đã có là cử là nhân công lao động vô làm liên tục. Và đối với ban dự án thì coi như là chuẩn bị các thủ tục hồ sơ là làm việc kể cả ngày thứ bảy chủ nhật để làm sao đảm bảo là tiến độ làm sao ở mức độ cao nhất. Phòng quản lý đô thị được Ủy ban nhân quận giao làm chủ đầu tư 15 cái công trình. Thì đến nay thì chúng tôi đã tăng cường là yêu cầu đơn vị, các đơn vị liên quan, đặc biệt là đơn vị thi công, là tập trung nhân công, vật tư để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Việc tập trung triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, xử lý những đoạn đường hư hỏng, xuống cấp thường gây tai nạn giao thông đã tạo sự phấn khởi trong nhân dân. Khu này là khu công nghiệp cho nên là xe rất nhiều, mà lúc trước đây thì cái ổ voi ổ gà nó rất lớn cho nên là vấn đề mà cái an toàn giao thông thì nó không được đảm bảo. Cho nên bây giờ thì nhà nước cấp trên là có làm lại cái tuyến đường này thì nói chung là dân là rất vui mừng. Nhà nước đầu tư mà cứng thì bà con cũng là hiến đất qua màu cây ăn trái để là làm lộ giao thông, nâng cấp lộ giao thông này ra cái là cái 4 mét. Thì qua đó thì là đến như này thì bà con cũng là được là phấn khởi. Nâng cấp sửa đường, đảm bảo tốt giao thông đi lại trước, trong và sau Tết, để Tết này không còn xảy ra những trường hợp thương tâm vì đường xá xuống cấp, hư hỏng.